Rồi bây giờ tôi sẽ chia sẻ về cái cô bạn của Kim Thoa nha quý vị, thứ bảy Kim Thoa. Vào coi có cái Facebook là Nguyễn Thí Hồng. Tự giới thiệu ở trên đây là bầu sô ca nhạc, cung cấp ban nhạc, múa lửa, ảo thuật, ca sĩ, nhóm múa, nhóm lân cho các sự kiện. Ok, rồi. Đó, đây là cái trang của cái cô này. Vào chửi tôi sắp mặt luôn quý vị, chửi quá trời luôn. Chửi quá trời luôn. Nè Phượng ơi, nếu như mà em có kiện, em có đi kiện mà nói về kiện về xúc phạm á nha, gọi là xúc phạm 331 thôi chứ mà quyền sở hữu trí tuệ á, là cũng sai nha em. Đó thì những cái người này nè nói như vậy mới gọi là xúc phạm 331 nha em. Nguyễn Thí Hằng nói tôi như thế này đây quý vị, con mụ già mi sinh thiện này nói chuyện ngu như cờ vậy. Cờ là gì vậy ta? Ok, con Hồng Loan đòi đi xét nghiệm với ông Bảy, ok. Tự nó đòi đi thách thức với người ta chứ ai ép nó đâu, ok. Bà có nghe thủng lỗ tai không? Hay lỗ tai của bà là lỗ tai cây? Ông Bảy là em ruột và cô Hồng Nhung là em ruột của nghệ sĩ Vũ Linh, ai cũng biết hết. Mà bà kêu là không phải em ruột. Hồi nào ta? Bà chui ở gầm cầu ra hả? Mà bà không biết bây giờ có người biết rõ bộ mặt thật của Hồng Loan. Người ta quay xe bên Hồng Phượng thì bà chửi người ta. Tao nói sao mà nó viết sai tùm lum hết trơn hà. Viết người ta phải có văn có từ đàng hoàng để người khác ta đọc vô còn hiểu. Còn mình viết cái gì mà hở ra cái chút ok, cái chút là ok. Trời ơi giỏi tiếng Anh ghê vậy đó. Viết mà tao nói đọc không hiểu cái gì luôn đó quý vị. Rồi tiếp theo. Và bà bưng chầm chập con Hồng Loan khổ quá. Binh, binh giật nhớ chưa? Hoặc là bên giật cũng được. Bên giật hoặc là binh giật chứ không phải là bâng. Bâng là cái gì? Bờ ớ nợ ăn bận bâng. Bâng là cái gì khổ ghê. Bâng Hồng Phượng thì bà chửi, bà bâng chầm chập Hồng Loan thì bà đừng có lên phân tích cái gì hết, cho thiên hạ xem hết. Người ta chửi bà ngu, bà phân tích không đúng và không có công tâm mà lên giảng đạo đức cho thiên hạ nghe hoài. Vậy bà già ngu, bà già mất nết. Thiệt tình ai rước bà này vô bệnh viện tâm thần gấp đi. Nghe nói bà ta bay về Mỹ rồi nhưng vẫn để lại một bãi phân chà bá cho thiên hạ phải dọn dẹp. Đúng là con mụ già ngu tu hú chúa là con mi su thiện khùng. Viết sai chính tả nữa. Mi sun viết còn đọc là mi sơn nha. Viết sai vậy đó mà lên dạy đời chửi. Đọc tiếp nè quý vị. Bà khùng quá thì bà đừng có lên mạng nữa. Cho thiên hạ người ta họ chửi rủa bà là con mụ phù thủy chúa vừa khùng vừa mát. Bà bâng con Hồng Loan thì bà cứ đội nó lên trên đầu bà, hay nó ỉa lên đầu bà cũng được, không có ai nói bà hết. Nhưng từ bây giờ trở đi bà đừng có lôi. Trở đi trờ tờ r ơ trở đi nha chứ không phải chở đi đó. Nhưng từ bây giờ trở đi bà đừng có lôi người này lôi người kia ra phân tích và đưa hình ảnh của họ lên mạng kiểu biêu ríu họ. Bà làm như vậy là bà vi phạm pháp luật, tội biêu ríu và làm nhục và xúc phạm người ta, ok. Cái đầu của bà giống như trái nho vậy, óc của bà còn ngu hơn đứa trẻ lên ba nữa, nói chuyện không đúng, ok. Bà làm ơn đừng làm cái video nào nữa hết nha. Nghiệp quật bà đó, bà mi su thiện khùng, ok. Má ơi trời ơi, nó cứ ok riết hà quý vị. Nói nghe, cái thứ nhất là chị trả lời cho em biết là chị không phải là mi su mà là mi sơn. Đừng có đổi tên thay họ của chị nha. Rồi, cái vấn đề thứ hai em nói là tôi đi về Mỹ rồi mà vẫn để lại một bãi phân cho người khác dọn về Mỹ hồi nào? Ai ở Mỹ vậy? Chị ở Củ Chi. Nhà chị đang ở nè là Củ Chi. Ở Củ Chi nha em, ở Việt Nam chứ không ở Mỹ gì hết á. Mà trong khi đó là viết tao nói nó chưa tới cái chỗ chấm phẩy đã phải rồi. Hen, viết không có ra ngôn từ gì hết trơn mà hở ra cứ ok. Rồi nói là bà khùng, bà chửi rủa người khác, rồi bà bâng. Bà Bân Hồng Loan, chị Binh Hồng Loan chứ không phải Bân nha. Còn cái vấn đề á mà em nói rằng là sao không ai đưa bà này vô bệnh viện tâm thần, chị nói cho em nghe nè. Ha. Bây giờ mà nếu như mà có ai đưa chị vô bệnh viện tâm thần á là có nhiều người người ta vô người ta nuôi lắm luôn. Còn bên cái phía mà em đang bên là vợ chồng của anh Bảy Tiểu Linh với lại chị Kim Thoa đó. Tại vì á theo như tôi biết là chắc có lẽ là em không phải là chị em gì đâu, mà tôi nghĩ chắc có lẽ là bầu sô, tại vì trong đây em có giới thiệu nè là bầu sô ca nhạc đó, chắc có lẽ là bầu sô bên phía của chị Kim Thoa với lại anh Tiểu Linh đó.
Thì em vào, chị chỉ nói đơn giản như thế này nè em. Em nói rằng là những người tân Hồng Loan á, là người ta đã quay xe rồi, mà tôi thì vẫn chưa quay xe mà vẫn còn bân con Hồng Loan. Vậy thì hả, bân thì đội nó lên đầu đi. Cái vấn đề á, là chị có binh vực ai, đó là chuyện của chị, đúng không? Giữa cái câu chuyện giữa hai người, giữa hai gia đình với nhau, là Hồng Phượng với lại Hồng Loan. Em cảm thấy vợ chồng của anh Bảy Tiểu Linh với lại chị Kim Thoa đúng thì em cứ bân đi. Còn tôi cảm thấy việc làm của Hồng Loan nó là đúng, và những gì nó làm là nó đúng theo pháp luật thì chị binh thôi em. Chứ làm sao, còn có vấn đề mà khùng hay không là để cho người khác tự nhận xét. Và ngày hôm nay thì chị mới biết rằng là Nguyễn Thí Hồng, Nguyễn Thí Hồng em là bầu sô, chắc có lẽ là em cũng đang muốn em nổi tiếng đây. Tại vì em thừa biết tôi, mỗi lần tôi phân tích bất kỳ một cái vấn đề gì, tôi đều đưa hình ảnh lên để cho khán giả dễ hiểu. Tại vì khán giả của tôi là khán giả lớn tuổi và cũng có khán giả nhỏ tuổi. Cho nên khi mà tôi lên tôi phân tích, tôi được đưa hình ảnh lên. Cho nên chắc có lẽ là em đang muốn tôi PR cho em đây, đúng không? Tại vì bầu sô mà, bầu sô quá trời quá đất luôn, thì em muốn cho tôi PR em lên để cho người ta biết rằng em là bầu sô, đúng không? Ok, chị sẽ tội nguyện cho em, chị sẽ đưa em lên, chị đưa những hình ảnh em lên để cho người ta biết em là bầu sô, để người ta liên hệ đến em nha. Rồi, và cái vấn đề tiếp theo nữa, trong đây em chửi nào là tôi ngu, nào là tôi nói chuyện như cờ, rồi nào là tôi khùng, tôi điên, nói chung là em nói đủ thứ. Nhưng mà khi mà tôi lên tôi ngồi tôi phân tích, vậy thì những người mà nói chuyện khùng giống y hệt như tôi, tại sao được cộng đồng mạng yêu thương và thích đến như vậy hả em? Nếu như em không khùng, em là người thông minh, em là người hiểu biết và em binh vực những cái tốt, tại sao cộng đồng mạng không ủng hộ em? Tại sao cộng đồng mạng phản đối em, đúng không? Bây giờ chị đưa lên cái trang Facebook của em rồi đó, để xem coi cái bài phân tích của em, để coi cộng đồng mạng vô họ đồng tình em không, đúng không? Thì để cho cộng đồng mạng người ta phán xét được người nào khùng hay là hổng khùng. Tại vì trong đây có những người coi chị đều là những người có học thức, đều là giảng viên của trường đại học, đều là bác sĩ, đều là luật sư cũng có, đều là cán bộ nhà nước cũng có. Vậy là những người đó, và tất cả những người khán giả đang theo dõi tôi là những người đó khùng khùng tửng tửng hay sao em? Mà em mở miệng ra trong đây, em từ đầu tới đuôi những lời của em nói đều là nhục mạ và chửi không. Thì nếu như mà nói xúc phạm người khác để mà vi phạm pháp luật là em chứ không phải chị nhân em. Không phải chị, tự nhiên là em vô trong đây, em đè em nói đó là vi phạm pháp luật, rồi còn bị nghiệp quật nữa. Nói nghe nè, những người mà em binh vực như là anh Bảy Tiểu Linh nè, chị Kim Thoa nè, làm những cái việc không đúng đó mới là nghiệp quật, đúng không? Rồi cái việc của anh Tiểu Linh mà đi lên trên mạng, nếu như mà anh không lên trên mạng, anh từ con ảnh thì ai mà nói đâu, đúng không? Ai mà nói đến cái nhân cách, đến đạo đức của ảnh đâu. Mà giờ mở miệng ra nói là hả, bà ngu, đầu óc của bà như đứa trẻ lên ba. Đứa trẻ lên ba mà được giống y hệt như chị, thì nếu như mà nó lên tới 40 mấy, gần 50 tuổi giống chị đó em, thì chắc có lẽ là nó thành thần đồng rồi đó. 3 tuổi mà được lên ngồi nói chuyện giống y hệt vậy thì đến độ tuổi gần 50 chắc thành thần đồng giỏi nhất thế giới rồi đó, đúng không? Còn em vô đây em nói rằng là tôi nói chuyện không có đúng, vậy thì những cái câu nào của tôi nói chuyện không đúng em phải nói cho rõ. Tại vì những cái bài phân tích của tôi á, thì ví dụ như là anh Tiểu Linh nói cái gì không đúng, tôi có dẫn chứng ra là những lời nói này của anh không đúng. Và những câu nói nào của chị Kim Thoa không đúng, tôi cũng có dẫn chứng đàng hoàng. Và những cái câu đó tôi không đồng tình. Và những việc làm của chị Hồng Nhung với lại em Hồng Phượng, những câu nói nào, những hành động nào không đúng, tôi có đưa ra, tôi phân tích đàng hoàng, đúng không? Còn bây giờ em nói tôi là nói chuyện không đúng, thì điển hình như là cái nào không đúng, cái câu nào không đúng, em phải đưa ra đi. Where do you lose your picks if you switch to Android? It's all good with easy data transfer. You're looking at the real people of Post University springing into action to provide personal support. Để tôi mới phục em chứ. Chứ đằng này em nói tôi nói không đúng. Không đúng là tại vì không binh vực những người bên phe của em, phải không? Không có bơn á, không có bơn bên những người bên phe của em á, đúng không? Cho nên em mới vào em chửi tôi, đúng không? Tôi nói những cái miệng á, mà những cái con người mà ăn ngang nói ngược rồi, mình cãi không có lại quý vị. Tại vì mà cãi ngang mà để mà chửi hổng á, là mình nói không có được quý vị. Thôi bây giờ nè, để chị đọc những cái bình luận của khán giả để lại, để cho những người này đang nhận xét là em nói rằng chị là một người ngu, là một người như đứa trẻ lên ba đây đó. Thì những người mà họ vào họ xem tôi, họ có những cái bình luận như thế này đây nè quý vị. Cho nên thôi tôi để cho khán giả tôi tự chửi lại con bé này đi nha quý vị. Chứ là những cái người mà nói chuyện mãi dạng giống như ngang ngược thì mình không thể nào mình nói lý với họ, mà mình cũng không thể nào mà mình nói lực với họ, và mình không bao giờ mà gây lộn gan chàng được như những con người này quý vị. Rồi
Bây giờ mình đọc những cái bình luận để lại trên kênh của Misen nha quý vị. Chị Misen luôn nhiều sức khỏe nè, xuyên suốt 1-2 ngày nay bên MV của Hồng Phượng chửi khán giả công khai. Mất dạy lắm chị Misen, nghĩ cũng tội cho em ấy, chắc lòng tham làm cho em ấy quá điên chăng. Đó. Thì để cho khán giả người ta tự nói đi, đúng không em? Cái em bầu show hồi nãy đó, đúng không? Bây giờ nè, Hồng Phượng là một ca sĩ mà lên công khai livestream chửi khán giả hỗn mất dạy đây. Khán giả người ta bình luận đó em, đúng không? Chứ đâu phải chị đâu. Đó, còn nếu như mà chị lên chị làm sai thì chị cũng chấp nhận bị chửi giống y hệt như người ta thôi, đúng không? Nhưng con cái làng dày, chị thì không ngang ngược. Cái thứ hai, chị cũng chưa bao giờ muốn tranh giành tài sản của ai cả. Cái thứ ba nữa là sống nên biết rằng tài sản của cha người ta thì không thể nào mình nhảy vào mình cướp được. Mình chỉ là cháu ruột thôi. Và trong khi đó là mình binh cháu ruột, tức là rìa ở ngoài nữa, mà nhảy vô binh người ta làm sao? Trong câu chuyện giữa gia đình của anh Vũ Linh, em và chị và tất cả những người trên cộng đồng mạng thì xem cái câu chuyện của gia đình anh Vũ Linh đó, chỉ là người ngoài và đưa ra cái suy nghĩ của mình. Nếu em cảm thấy Hồng Phượng đúng thì em bưng Hồng Phượng, còn chúng tôi thấy Hồng Loan đúng thì chúng tôi binh em Hồng Loan, chứ không có quyền ép buộc là em bưng người nào là phải bắt buộc tất cả những người đó phải bưng theo em, đúng không? Cái em bầu xô. Rồi tiếp theo những cái bình luận mà mê người điên như chị nè em, bầu xô nghe nữa nè nha em. Hôm nay chị sẽ đọc hết những cái bình luận mà khán giả để trên kênh của chị đọc cho em nghe nha. Để coi là em nghĩ như thế nào. Tại vì hàng triệu triệu người vào xem chị nói, còn em không ai vào xem hết. Em là người thông minh, không ai xem hết trơn hà. Đó, nghe nữa nè em. Trời ơi, chị ơi, suốt ngày em cứ cầm cái điện thoại xem chị đã ra cái clip mới chưa. Sao mà nhớ chị quá đi thôi. Yêu chị nhiều lắm. Cầu chúc cho chị nhiều sức khỏe dồi dào, mọi sự bình an. Và nhất là luôn mong ngóng tin từ chị. Thấy thương không quý vị? Suốt ngày cứ cầm cái điện thoại hà, coi là chị Misen có ra cái clip mới chưa. Nhớ chị quá đi thôi, đúng không? Bây giờ vậy à, tại vì á là Misen sức khỏe không tốt quý vị, cho nên là 3-4 ngày hoặc là nhanh nhất cũng 3 ngày Misen mới ra một clip tin tức. Rồi bên kênh mà vợ chồng cuộc sống của Misen đó quý vị, thì cũng 3-4 ngày mới ra một clip chia sẻ về cuộc sống. Cho nên nếu như mà qua clip này rồi qua clip kia, cứ coi những cái clip nào mà Misen chia sẻ. Tại vì khi mà Misen chia sẻ thì nó phải có những cái thông tin nào đó mà cảm thấy là xây dựng về xã hội nè, cảm thấy chia sẻ đến mọi người thì Misen mới lên. Quý vị cưng quá trời quá đất luôn, nhớ chị Misen quá trời à, hả nhớ? Thì cứ vô thôi lục đỡ cái video clip cũ xem chị Misen nha. Rồi bình luận tiếp theo đây quý vị. Em chào chị Misen thiện, em rất thích kênh của chị lắm, chị phân tích rất chính xác. Từ trước tới giờ em chưa có nghe YouTube nào nói hay như chị. Chị rất tuyệt vời, ăn nói hay, rất rõ ràng, tuyệt vời. Chúc chị vui vẻ, mạnh khỏe, sống lâu để đứng lên binh vực những người yếu thế cô. Chị tuyệt vời, thương chị lắm. Đó, nghe chưa các em bầu show? Nghe không các em bầu show? Đúng không quý vị? Từ trước tới giờ là chưa có xem cái kênh YouTube nào mà hay như kênh của chị Misen hết trơn đó, đúng không? Em bầu show, em ganh tị với chị đúng không? Ganh tị rõ ràng luôn. Dòm cái mặt em là biết ganh tị với chị rồi đó. Vô mà đè chửi mà tao nói chửi mà chửi cũng không có văn nho nữa. Chửi mà chửi sao mà để cho tao nhức cái ốc á. Còn chửi kiểu như em, trời ơi má ơi, chửi kiểu chợ trời. Mà giống thứ mà chửi theo kiểu chợ trời, nó không có si nhê gì chị hết trơn á nha. Chửi cho chị, ráng suy nghĩ những cái câu từ nào đó mà cho chị nhức ốc đi em. Còn những cái từ mà chửi chợ trời á, đối với chị, trời ơi, nó không có si nhê gì hết trơn á. Chị không quan tâm mấy lời đó đâu em ơi. Bình luận tiếp theo nha quý vị. Chị làm răng giờ đẹp xuất sắc, hoàn thiện, ghiền nghe chị nói và phân tích chí lý lắm. Vừa lái xe vừa nghe, lên tiệm em cũng nghe suốt, tối về ngủ em cũng nghe. Riết rồi chồng em nói ăn rồi cứ ôm cái iPhone suốt. Rồi một bữa em bắt trên cái TV, chồng em thấy chị nên hỏi ai vậy. Em nói cô gái Củ Chi đó. Đẹp không? Em hãnh diện vì em cũng là người dân Củ Chi. He 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 he. Chồng em ý là thấy chị đẹp nên mới hỏi. Tính em cũng thẳng thắn giống chị vậy, nên em rất thích những gì chị phân tích. Chúc mừng bà nội xì tin có cháu nội đẹp trai quá, gia đình hạnh phúc. Vừa lái xe cũng nghe, rồi đi lên tiệm cũng nghe. Tại vì một vị khán giả này ở nước ngoài đây quý vị. Một ngày nào đó bắt cái tivi lên, cái ông chồng ông hỏi ai vậy à, ông nói suốt ngày cứ ôm cái điện thoại đó. Ghiền, khán giả ghiền đó. Ghiền cái giọng mà em cho là khùng, đưa vô trong nhà thương tâm thần. Hả em bầu xô? Đó, ta ghiền đó. Em cho rằng chị tâm thần. Mà cái người tâm thần này nói chuyện mà quá trời người mê luôn. Mê đến nỗi mà đi làm cũng nghe chị nói, rồi về nhà cũng nghe chị nói, lên giường ngủ cũng ôm điện thoại nghe chị nói. Vậy thì cái người khùng, cái người bị tâm thần này nó cũng có giá cho xã hội đúng không em? Nó cũng giúp cho xã hội nhiều đúng không? Tại vì cái người khùng nhưng mà nó lại mang đến cho mọi người có lối sống tích cực.
và không hại ai hết thì tại sao không làm hả em? Còn em tốt đẹp quá trời mà mở miệng ra tàn chửi người khác không, đúng không? Tiếp theo đây quý vị, Kim Thoa lên tiếng kêu gọi cộng đồng mạng mua vé, nói chuyện nghe thì ngọt như mía lùi, nếu Kim Thoa đừng lên một phe với Hồng Nhung, Hồng Phượng chửi Hồng Loan thì khán giả sẽ ủng hộ Kim Thoa nhé. Đó thì trong cái câu chuyện này thì nếu như mà vợ chồng của Kim Thoa với lại Tiểu Linh đó quý vị mà không ủng hộ cái việc làm của Hồng Nhung với lại Hồng Phượng thì tôi tin chắc rằng là ngay cái chỗ quán bánh xèo bánh khọt bán rất là đông. Tại vì trước đó là có rất là nhiều người đã biết là em của nghệ sĩ Vũ Linh cho nên ta tới ta ủng hộ quá trời, mà làm mệt xíu luôn, không có thời gian luôn đó quý vị. Cái giờ tự nhiên chọn sai hướng hay là mình cũng có cái tâm dành ăn giống vậy cho nên mình mới binh, tôi không hiểu nha quý vị. Chứ là binh Hồng Nhung với Hồng Phượng là tự nhiên giống y như là mình chôn đời của mình luôn, coi như là tiệt cái đường sống của mình luôn, là tự mình chọn chứ có ai ép buộc mình đâu, đúng không quý vị? Mà lên kêu gọi khán giả mua vé thì ngọt như mía lùi. Thì trước đây tôi cũng đã nói rồi, chị Kim Thoa có giọng nói rất là ngọt ngào và tôi nghĩ rằng là chị Kim Thoa rất là hiền. Tôi nghĩ vậy đó quý vị, tại vì mình đâu phải người trong nhà của họ, mình đâu biết, mình chỉ nghe cái giọng nói ngọt ngào quá. Không ngờ là khi tiếp xúc qua mấy tháng, cái vụ của anh Vũ Linh mới lòi ra là cái bản tính của chị Kim Thoa. Tại sao tôi lại nói như vậy? Là tại vì có những cái video clip của chị Kim Thoa lên ngồi nói chuyện. Dù sao á, là những người mà trên cộng đồng người ta cũng đã trải qua kinh nghiệm về cuộc sống rồi quý vị. Cho nên rằng khi mà ta nghe cái giọng điệu của chị Kim Thoa, ta biết chị ấy là người như thế nào và những luận điệu của chị ấy. Cho nên sau khi xem rồi tôi mới biết là chị Kim Thoa không phải là một người hiền hậu, mà là một người rất là thâm hiểm, gọi nham hiểm, thâm hiểm đó quý vị. Chị Kim Thoa không có hiền. Nghe tiếp nè em bầu xô. We're dusting off the world of IT and powering it with AI. Imagine a fleet of super technicians utilizing the most advanced tools needed to manage your entire IT. Úi trời ơi, em nói hay quá là hay, chị Nghiện coi em từ đầu cho đến cuối luôn. Là người làm ăn không có thời gian mà chị Nghiện em coi hết. Mới chịu đi làm, thích em lắm đó, thấy chưa? Cưng ghê hôn quý vị. Trời ơi, là một người rất là bận rộn mà cũng không có thời gian coi YouTube bao giờ. Nhưng mà khi mà lên đã theo dõi và xem Mission rồi đó quý vị, là Nghiện luôn. Là phải coi từ đầu cho tới cuối, coi hết rồi mới đi làm. Đó, cưng hôn quý vị. Trời ơi, nghe sao mà xúc động quá trời bó đất luôn. Thương muốn chết luôn đó quý vị. Nghiện, biết sao không? Tại vì Mission có bỏ cái thuốc nghiện vô trong cái YouTube đó quý vị. Khi mà mọi người bật lên xem cái là cái nghiện nó phát ra cái, tao nó ghiền Mission luôn, ghiền riết luôn quý vị. Chỉ có bên phía vợ chồng của chú Bảy với lại gia đình của Hồng Phượng với lại bên fan bên đó là không có ghiền thôi. Và coi Mission như là cái gai trong mắt và coi Mission như là kẻ thù vậy đó quý vị, không hiểu. Người ta không ủng hộ mình thì đó là quyền của người ta chứ, làm sao mà phải ép buộc người ta là phải theo ủng hộ mình thì được. Còn nếu như người ta phân tích nói mình không đúng, nói mình không có đạo đức thì mình lại thù chửi người ta. Rồi bây giờ hăm dọa đòi kiện đồ này kia nữa quý vị, chống ai không? Rồi tiếp theo nữa nè. Rồi cái bình luận này là nói về vấn đề hôn nhân gia đình nha quý vị. Tại vì bình luận này để như thế này, Mission có kinh nghiệm trong tình huống này. Vì Mission cũng bị như này mà, đúng không? Mission, chị cũng đồng ý với phân tích rõ ràng, rất hay nha. Chị chúc em nhiều sức khỏe, vui vẻ, bình an. Cũng thích xem kênh của Mission lắm. Tức là cái vị khán giả này nói về cái vấn đề hôn nhân gia đình mà Mission phân tích về cái câu chuyện của vợ chồng Vua Cá Coi với lại em Hà Thanh Xuân đó quý vị. Thì Mission có kinh nghiệm trong tình huống này thì đúng rồi. Tại vì Mission cũng đã lập gia đình nay gần 26 năm quý vị. 26 năm thì nó đã về cái vấn đề mà vợ chồng rồi ly hôn. Tại vì Mission cũng đã ly hôn 2 lần mà với ông xã hiện tại bây giờ đó quý vị. Chứ không phải ly hôn rồi lấy ông thứ hai rồi ly hôn rồi lấy thêm ông nữa, không phải vậy nha quý vị. Mà là có một ông mặt này thôi mà ly hôn ổng 2 lần đó quý vị. Đó thì trong cái việc mà hôn nhân gia đình nè, tranh chấp tài sản nè, rồi về chồng có bồ nhí nè, rồi ngoại tình rồi này kia, những vấn đề này Mission đã trải qua, đó là câu chuyện của mình. Và vấn đề thứ hai nữa, khi mà tham gia ở ngoài xã hội, Mission đi rất là nhiều nơi và Mission cũng là một thông dịch viên và cũng đã thông dịch về vấn đề ly hôn này cũng rất là nhiều quý vị. Cho nên là vừa cái kinh nghiệm xã hội, vừa kinh nghiệm cuộc sống của mình, cho nên là Mission đúc kết ra và Mission có rất là nhiều kinh nghiệm về hôn nhân gia đình. Và nói về mà phân tích đó quý vị, thì Mission rất là quan tâm về hôn nhân gia đình. Cho nên là những cái câu hỏi nào, những cái bình luận nào liên quan tới hôn nhân gia đình, Mission rất là thích trả lời quý vị. Tại vì Mission quan trọng nhất là gia đình. Rồi bình luận tiếp theo nha quý vị, em thấy chị phân tích rất hợp lý. Hồng Phượng lúc nào cũng nói em không có tham mà em giành tài sản. Em không có kiện mà em thua người ta gần 10 lá đơn. Em không biết gì hết
mà em làm chủ mưu, mình sai từ lúc ban đầu rồi mà vẫn tỏ vẻ mình vô tội đổ lỗi cho người khác, tận cùng của sự trơ trẽn. Đó thì đây để em Hồng Phượng, khán giả người ta tự nhận xét em ơi, trong cái câu chuyện giữa Hồng Phượng với lại Hồng Loan đó, gia đình của bên phía bên nội của Hồng Loan đó quý vị, thì khán giả người ta có mắt và khán giả người ta có suy nghĩ, đâu có ai ngu mà để cho Hồng Loan là một cái đứa mà học dốt giống y như chú Bảy Tiểu Linh nói dẫn dắt đâu quý vị, đúng không? Phải chi ví dụ như là Hồng Loan nó học cao, nó là giáo sư tiến sĩ, nó thông minh, nó mới dẫn dắt dư luận để cho mọi người cộng đồng hiểu sai và binh vực nó. Còn đằng này Hồng Loan nói nghe theo lời của chú Bảy nói thì Hồng Loan là một đứa học dốt, thì làm sao nó đủ khôn, làm sao nó đủ thông minh để nó dẫn dắt dư luận để mà binh vực nó, đúng không quý vị? Cho nên rằng là trong câu chuyện này khán giả nói đây là Hồng Phượng nói không có tham lam mà lại đi tranh giành tài sản, người ta thấy rõ ràng, đúng không? Rồi Hồng Phượng nói là không có kiện thua mà lại gần một chục lá đơn thương Hồng Loan với lại tất cả những người khác. Rồi nói là không biết gì hết mà mình lại là người chủ mưu, mình lại là người sắp xếp trong tất cả những cái việc mà đi kiện tụng, chứ cô Sáu Hồng Nhung, mẹ của em biết gì đâu, đúng không quý vị? Rồi tỏ vẻ ra là mình vô tội, thật ra mình đâu có vô tội đâu. Hồng Phượng không có vô tội một tí xíu nào hết. Cho nên là những việc của mình làm, mình sai rõ ràng, mà người ta nói mình sai mình không chịu. Rồi trong khi đó là mình chửi người ta thì được, mình nhục mạ người ta thì được, mà hả, người ta nói lại cái mình lại đòi kiện người ta. Rồi mình nói mình không biết gì hết trơn, mà trong câu chuyện này mình là người dẫn dắt chủ mưu để đưa thưa kiện, đúng không quý vị? Khán giả người ta bình luận đó, Hồng Phượng nghe nha anh em. Rồi thêm cái bình luận này á, là tôi nói về cái vấn đề mà tôi nhận chia sẻ những cái hôn nhân gia đình đó quý vị. Cái câu chuyện mà có em mà sanh con mới có 3 tháng á, mà chồng đòi ly dị đó quý vị. Thì cái câu chuyện đó tôi phân tích trong phần 48 hoặc 49 gì đó tôi không nhớ. Thì có khán giả để lại cái bình luận như thế này: đúng lắm chị, chồng em nói một tháng là chu cấp là 5 triệu mà được mấy tháng đầu giờ cái tịch luôn. Đúng rồi, đã nói rồi, một khi mà mình đã chấp nhận ly hôn thì mình phải biết được là con của mình phải tự nuôi, chứ không có dựa vô tiền chu cấp của chồng. Tại vì mấy tháng đầu chu cấp thôi, mấy tháng sau không chu cấp rồi không lẽ mình lên tòa mình thưa? Mà nếu như mà cứ tối ngày cái điện thoại cứ đòi cái tiền, rồi sau tháng này anh không đưa, cái vợ chồng nó lại dính líu qua. Thật sự ra nếu như mà bản tính của Mason đó quý vị, nếu mà ly hôn rồi chỉ cần nhắc cái tên thôi là Mason đã không muốn nghe rồi. Chứ đừng có nói mà điện thoại qua lại rồi nói sao tiền tháng này không đưa rồi này kia nữa, trời nó mệt lắm. Cho nên nếu quyết định ly hôn rồi mình phải đủ khả năng nuôi con hả quyết định ly hôn. Còn trong trường hợp của chồng em á, mà đưa được chỉ có mấy tháng đầu thôi, mấy tháng sau tịch luôn, là chỉ đón là vậy nè. Mấy tháng đầu khi mình ly hôn vợ á, chưa có bầu, tiện dư, cho nên là gửi tiền nuôi con. Rồi sau khi có bầu rồi, có tình yêu mới rồi, bắt đầu là nào đi ăn nè, nào là đi mua sắm nè, nào là tặng quà cho bầu nhí mới gặp mà, đúng không? Thì làm sao có tiền nuôi con, theo chị đón là vậy. Mấy tháng đầu chưa có ai hết thì dư tiền ra nuôi con 5 triệu mỗi tháng. Còn sau khi mà đã có tình yêu mới rồi, người ta đang xây dựng, người ta đang đeo đuổi tình yêu mới rồi, thì phải đầu tư chứ, đúng không? Phải tặng quà nè, phải dắt đi ăn nè, rồi nào là phải dắt đi hotel nè. Độ xài quá trời tiền luôn, làm sao có tiền gửi được, đúng không quý vị? Cho nên quyết định ly hôn mình phải tự nuôi con, đừng có thèm ba cái tiền cấp dưỡng đó quý vị, bỏ đi, đừng thèm. Bản tính của Mason nó là như vậy. Rồi bình luận tiếp theo quý vị, lần này nói về anh Vũ Linh. Tại vì tôi có phân tích, tôi nói như thế này là khi mà kể về cuộc đời của anh Vũ Linh á, là tôi cảm thấy thương hại, tức là thương vì ảnh là một người rất là vì em út trong gia đình mà giờ nằm xuống lại bị như vậy, tự nhiên mình cảm thấy thương. Mà những cái người dân, những người không quen biết, không dòng họ gì thì dùng cái từ là thương hại, còn trong gia đình mình mới gọi là tình yêu thương thật sự. Còn người dân nói cái từ thương tức là thương hại đó quý vị. Thì có một vị khán giả gửi về cái bình luận như thế này đây quý vị: đúng là thương hại, thì có khi ông Vũ Linh khổ tâm thật. Vì trước kia mình có biết nghệ sĩ Vũ Linh là ai đâu, đám tang rầm rộ mình mới biết nhé. Sau cái đám tang mới hiểu thêm, nhiều người biết ông Vũ Linh thế hệ trước, ít có lên truyền hình. Xem lại cả quá trình, thấy trong gia đình mình còn trách ẩn, ông mải mê ca hát, bạn bè, nhưng không chú ý cách tề gia, để gia đình lung tung xè như hôm nay là hậu quả của mấy chục năm qua đấy. Những mâu thuẫn lúc sinh thời ông cố gắng cất giữ để không cho ai biết, nó chỉ là vỏ bọc mong manh. Khi ông mất đi như cái cột chính đổ là ngôi nhà nó bung ra hết. Chưa kể những người họ không phục, sự quan tâm con gái như thế là chưa đủ. Với trách nhiệm của một người cha đâu, giả sử là con nuôi cũng phải chăm sóc. Cho nên khán giả thương Hồng Loan là thương tuổi thơ em ấy bị thiệt thòi đấy. Đúng rồi đó quý vị, thì tôi cũng đã nói rồi,
Khi mà anh Vũ Linh là một nghệ sĩ thì trước đó tôi cũng biết và tôi cảm thấy anh rất là bình thường, cũng chả quan tâm quý vị. Và sau khi cái đám ma nó quá rầm rộ, nó quá rầm rộ lên, bắt đầu tung hứng và kể ra những cái việc làm ngày xưa của ảnh. Và anh nghệ sĩ Vũ Linh là không có thích lên truyền hình, không thích đăng báo đài và cũng không xài mạng. Tức là ảnh muốn sống khép kín về câu chuyện gia đình của ảnh. Ảnh không muốn mọi người biết, cho nên ảnh che giấu. Và sau khi ảnh nằm xuống rồi, ảnh là cây cột để chống đỡ cho gia đình, mà ảnh nằm xuống rồi thì ngôi nhà đó nó bị sụp đổ. Thì khi sụp đổ thì những con người trong cái căn nhà đó, những người mà ảnh đã bảo vệ, lo lắng cho suốt cả đời là ai? Là chị Hồng Nhung và anh Tiểu Linh, đúng không quý vị? Khi căn nhà đó đổ xuống, không có ai lo lắng cho những con người đó, thì những con người đó mới quay qua cấu xé, tranh giành tài sản với đứa con gái của ảnh. Thì trong đây người ta nói, dù là con nuôi cũng phải chăm sóc cho đàng hoàng, tại vì mình yêu thương, mình mới sinh nó về, đúng không quý vị? Cho nên mình phải chăm sóc cho nó đàng hoàng, chứ không phải là nói là con nuôi mà hất hủi bỏ người ta, đúng không quý vị? Cho nên khi mà kể ra trong cái câu chuyện của anh Vũ Linh đó quý vị, thì cảm thấy thương nhưng mà thương hại đó quý vị. Rồi bình luận tiếp theo nha quý vị. Chị thật sự đã mê em rồi đó Mi Sơn à. Chị là đàn bà thẳng nha. Nhiều lúc em chưa ra video, chị thơ thẩn trong khu vườn YouTube của em. Coi lại những video cũ của em, chị luôn cầu mong cho em thật nhiều sức khỏe, có nhiều video mới nha em. Thương và u mê em lắm rồi đó. Hi hi. Thương quý vị. Trời đất ơi, thương và u mê. Rồi không ra rồi nhớ em thơ thẩn, thấy ớn không? Mà nói là phụ nữ đàn bà thẳng. À, chị ơi, chứ em cũng là phụ nữ thẳng đó, chứ không có công. Chứ cỡ phụ nữ công mà nghe cái lời này, trời ơi chắc chết, siêu đổ liền ngay lập tức đó quý vị. Cưng quá trời quá đất luôn à. Đang quay cho quý vị á, mà cháu nội nó khóc. Chạy xuống ẩm anh hồi. Ẩm anh hồi xong mới lên trên đây đó quý vị. Thì thương không? Đó, đây những cái bình luận vậy nè. Thì đọc những cái bình luận này giống y như là đang uống thuốc bổ nữa đó quý vị. Cưng quá trời quá đất luôn à. Cho nên là Mi Sơn thì không có ra clip nhiều, tại vì sức khỏe đó quý vị. Cho nên nếu như mà ai nhớ Mi Sơn thì giống y như là chị này nhen, là đi vào khu vườn YouTube của Mi Sơn xem lại những cái clip cũ cho nó vui nha quý vị. Rồi bình luận kế tiếp. Hôm nay đi làm về rảnh nên mở YouTube thấy phần 49 của chị là vào xem liền. Chị phân tích và chia sẻ về gia đình, về những người chồng thế này thế kia mà không dám nói với ai vì ngại. Nghe chị nói mà thấu tận tâm can của em. Lúc này em mở YouTube lên là xem chị Mi Sơn, hai là em xem phim Hồng Kông, hài và cổ tích. Mỗi ngày xem chị chia sẻ em mạnh mẽ hơn, suy nghĩ tích cực hơn và lạc quan hơn. Cảm ơn chị, người phụ nữ có kiến thức và kinh nghiệm về cuộc sống, đã giúp cho em và những người phụ nữ khác vui vẻ và có ích hơn. Em chúc chị luôn vui vẻ và bình an nha chị. Thương quá quý vị. Khi mà tôi đọc những cái bình luận này, tôi cảm thấy rằng là khi những chia sẻ của mình đó quý vị là được truyền tải, và những cái truyền tải đó được tất cả các anh chị em áp dụng trong cuộc sống của mình để xây dựng cho cuộc sống của mình cảm thấy tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, đầu óc thoải mái hơn và lạc quan hơn, giống y như em này nói đó quý vị. Thương cực kỳ, chỉ chúc em thật là nhiều sức khỏe và hãy lạc quan lên. Cuộc sống này, mình đã đến cuộc sống này rồi, và khi mà mình gặp những cái trở ngại nào đó, những cái biến cố trong cuộc sống, em hãy nhớ rằng là cuộc đời của mỗi con người ai cũng phải trải qua, và mình phải đối mặt, chứ mình đừng có sợ. Mình phải đối mặt với nó và mình để tìm cách nào đó để cho cuộc sống mình nó trở lại bình thường, để cho cuộc sống mình nó cảm thấy hoàn hảo theo như ý của mình, và chính mình là người tạo ra. Còn gặp những cái biến cố, những cái sóng gió trong cuộc sống, đó là thử thách của mỗi con người mà ai cũng phải trải qua cả em ạ. Em phân tích chuẩn, dễ dãi với con mình, thương nó trước rồi nó mới thương mình. Ít có ai mà nhìn thoáng giống như em. Con nó ở đâu thì tùy tụi nó, cảm thấy nó vui vẻ, hạnh phúc là ba mẹ vui rồi. Đúng rồi đó chị. Thật ra là em cũng biết được là không ai thoáng giống y hình như em. Nhưng con cái là vậy đây quý vị. Tại vì mình đã từng trải qua và mình đã biết được rằng là cái cuộc sống mà cha mẹ áp đặt làm theo kiểu như ba mẹ vợ nè, hoặc là ba mẹ chồng làm như vậy, con nó cảm thấy ngột ngạt. Tại vì á, vốn dĩ nhiều khi vợ chồng nó đang rất là hạnh phúc, nhưng mà vì ba mẹ hai bên cứ người này nói một tiếng vô, người kia nói một tiếng vô, làm cho vợ chồng nó hụt hạt quý vị. Dù sao thì cũng cha mẹ của nó, mà nếu vợ hoặc chồng nó mà có nói gì thì nó cũng binh chứ quý vị, nó cũng khó chịu. Thì từ cái chỗ đó, bên đây rồi bên kia mạnh cha mẹ nào nấy binh, thì dĩ nhiên vợ chồng nó sẽ có chuyện rồi quý vị. Mình đừng có áp đặt nó à, là bây giờ làm con là phải ở trong nhà đồ này kia. Mình đơn giản thôi quý vị, vì cái cuộc sống á, vì theo suy nghĩ của Mi Sơn đó quý vị, thì cuộc sống là gia đình nó phải là hạnh phúc. Cho nên là cái gia đình để cho mọi người quay trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc,
và cái gia đình là để tạo cho mình một cái năng lượng để hạnh phúc, để mình còn đương đầu ra ngoài xã hội chứ. Mình phải để cho mọi người trong thành viên trong gia đình cảm thấy được là gia đình ai đi rồi cũng muốn về nhà, chứ không phải để cho mọi người có cái cảm giác gia đình là địa ngục. Worried your phone won't be protected if you switch to